Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, clip của ngày hôm nay, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh sẽ thông báo hàng về ngày 7 tháng 8 năm 2022. Cửa hàng có về được một chiếc đài sáp 3 số 7, một chiếc đầu băng cối tự hành của hãng Akai. Sản phẩm thì cửa hàng cũng đã trưng bày tại đây, và cửa hàng âm thanh Đức Hạnh có cập nhật được một chiếc kèn co về với cửa hàng. Vậy sau đây cửa hàng âm thanh Đức Hạnh sẽ quay chi tiết sản phẩm về trong ngày hôm nay và thông báo trên kênh để những vị khách hàng đang quan tâm kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh có nhu cầu đặt hàng bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh, hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3 Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, sau đây cửa hàng sẽ tiến lại gần với những sản phẩm để quay hàng về và quay chi tiết cho quý khách hàng có thể được ngắm nhìn chi tiết từng sản phẩm một nhé. Vâng, một chiếc đầu băng cối tự hành về với cửa hàng ngày hôm nay, nó còn nguyên thùng xốp, rất đẹp luôn. Và sản phẩm thứ nhất, cửa hàng sẽ thông báo hàng về trước. Cửa hàng âm thanh Đức Hạnh có về được một chiếc kèn co của hãng Yamaha, rất đẹp luôn. Và để lựa chọn những chiếc kèn co như thế này thì rất hiếm. Từ trước tới giờ cửa hàng âm thanh Đức Hạnh mới có về được một chiếc màu vàng, và chiếc về trong ngày hôm nay là một chiếc màu trắng, còn rất rất mới. Kể cả từ chiếc vali để đựng sản phẩm này nữa cũng vậy. Đấy, cực kỳ là mới luôn. Vâng, đây là một chiếc kèn co. Vâng, với những chiếc kèn co thì bên cửa hàng có cả những chiếc kèn saxophone. Saxophone thì còn dễ kiếm tìm hơn là những chiếc kèn co như trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy. Đây là một trong những sản phẩm hiếm tìm. Sản phẩm hiếm tìm, các bác có thể treo lên tường hoặc là để các bác đặt giá gỗ thì để rất là hợp lý. Đây, cửa hàng chưa có chỗ treo cũng như là chưa có giá gỗ thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh để phía như thế này để tượng trưng cho các bác biết là sản phẩm này có thể để như thế nào. Treo thì bên trong này nó cũng có cái dây rồi ạ. Trong cái hộp này nó cũng có dây để các bác có thể treo được. Đây là một chiếc kèn co cực kỳ là đẹp. Các bác có thể mua về và đặt ở chiếc giá. Hiếm lắm luôn. Rất mới nhá. Rất rất mới ạ. Thường thì để deco đẹp và rất là hiếm, hiếm hơn saxophone nhiều. Yamaha đến từ Made in Japan. Và sản phẩm này thì là đồng mạ Niken. Đồng mạ Niken. Đồng mạ Niken. Màu trắng cực kỳ là đẹp. Vâng, có thể xoay gương được luôn đấy ạ. Quá mới luôn đấy ạ. Và cũng siêu hiếm, ít khi gặp. Cửa hàng cũng đã săn tìm và ngày hôm nay thì có tiếp chiếc thứ hai. Chiếc trước thì màu vàng, chiếc này thì là một chiếc màu trắng. Yamaha này, 1887 này, Japan này, siêu mới luôn, rất đẹp. Các bác có thể làm deco trong phòng nghe nhạc thì quá đỉnh rồi. Rất hiếm đấy ạ. Sản phẩm tiếp theo ngày hôm nay, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh sẽ giới thiệu cho quý khách hàng. Cửa hàng tiếp tục cập nhật được một chiếc đài sáp 3 số 7. Và chiếc đài này thì về với cửa hàng. Hiện tại cửa hàng vẫn còn hai chiếc nữa, một chiếc mang mã số 80. Chiếc mang mã số 80 thì bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh đang có ở cửa hàng đây. Chiếc này thì cửa hàng để nguyên tem zin vẫn còn đây ạ.
rất đẹp. Và một chiếc 124, 124 thì cũng đã có vị khách hàng chốt đơn đặt cọc rồi, nhưng bác hẹn đầu tháng 8 bác mới lấy hàng do công việc riêng của khách hàng. Và ngày hôm nay thì cửa hàng tiếp tục cập nhật một chiếc nữa. Ngày hôm qua thì cửa hàng bán một chiếc 123 cho chú Công có địa chỉ ở Sao Đỏ, Chí Linh. Ngày hôm nay cửa hàng về tiếp được một chiếc 125. Chiếc này mang mã số 125. Vậy bên cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh cũng đã về được 125 chiếc đài sáp 3 số 7 cực đẹp để cung cấp cho quý vị và các bạn có niềm đam mê. Thì bên cửa hàng cũng đã bán được 122 chiếc rồi, và cả chiếc này về là 125, thì chiếc này là 125. Và bên cửa hàng thì có còn lại 3 chiếc, một chiếc thì khách hàng cũng đã chốt đơn và đặt cọc rồi. Đây là chiếc mang mã số 125 cực đẹp, cực xuất sắc về trong ngày hôm nay ạ. Cửa hàng sẽ quay chi tiết để quý vị và các bạn có thể khám phá vẻ đẹp của sản phẩm. Rất đẹp luôn, rất mới nha. Chiếc 124 thì cũng cực kỳ là mới luôn. Khách hàng cũng đã chốt ngay rồi ạ. Hôm trước cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh cũng có bóc máy và quay chiếc 124 mà khách hàng cũng đã rất là ưng ý và hài lòng. Đây là chiếc 125. Đây ạ. Tất cả thì phần mạ chrome các bác có thể nhìn thấy ở vành chiếc bát loa. Rất là mới và sáng, không có hề bị rôm. Đẹp long lanh luôn. Hai phần cửa băng cassette này còn trắng và xoay gương được. Đây, đây là phần e căng cửa hàng cũng đã bóc để quý vị và các bạn có thể được chiêm ngưỡng và ngắm nhìn đây ạ. Các bác mà đã sử dụng đến những sản phẩm đẹp như thế này thì lựa chọn những sản phẩm đẹp là tiêu chí bán hàng của cửa hàng Âm Thanh Hạnh, cũng như là khách hàng đã chơi và đam mê thì các bác luôn lựa chọn những sản phẩm nó có cao tiền hơn một chút nhưng các bác hài lòng, đấy mới là thành công của cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh. Còn khi mua về mà có tật, có lỗi hay là bị vỡ, sắt mẻ, có rẻ hơn một chút thì chắc hẳn là các bác không thích rồi. Nên là cửa hàng luôn lựa chọn những sản phẩm đẹp VIP để cho quý khách hàng có thể làm những món quà tặng, cũng như là để ở trong phòng khách sang chảnh của quý vị và các bạn những siêu phẩm xuất sắc, huyền thoại như thế này. Để nhớ về một thời, các bác cũng sẽ lựa chọn những chiếc đài sáp như bên cửa hàng có 3 số 7, GF700, 9 3 số 9, 919 và gói F1000 bên cửa hàng cũng có. Nhưng chiếc này sắp 3 số 7 thì cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh bán rất nhiều rồi, cả những chiếc có thùng zin. Thùng zin thì cửa hàng mới buôn, nhưng tại thời điểm như bây giờ cửa hàng không có hàng thùng zin. Nhưng cũng có những thùng dựng, nhưng cửa hàng không bao giờ buôn những chiếc thùng dựng. Các bác có thể nhìn thấy đẹp chưa? Quá đẹp luôn, xuất sắc nha. Sóng đài thì tới 108. Tất cả thì đẹp. Từ tay nắm, tay sách này, anten rất sáng, không có hề bị sắt mẻ, vỡ góc, dập chỗ nào đó. Đẹp lắm luôn. Đây ạ. Phần nhựa bên trong không bị ố vàng. Đầu từ luột đẹp luôn. Vâng, cửa hàng sẽ quay phía sau để đọc sơ di chiếc này cho quý vị và các bạn có thể lựa chọn này. Chiếc này mang mã số 125 ạ. 403 403 04 817. Đấy. Tất cả những cái phần ở rắc phía sau đường kết nối dây rắc AV rất sáng. Đẹp từ con ốc này. Đây là chiếc đài sáp 3 số 7 mang mã số 124. À xin lỗi, 125 nhá. 125.
đẹp long lanh cành đào luôn. Vâng, bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì vẫn có những cặp loa 9 China và những chiếc đầu băng cối Sony tự hành như là hàng VIP TC730. Vừa ở clip trước, cô chủ shop cũng đã test một bài đăng lên kênh cho quý vị và các bạn rồi. Sản phẩm này cũng đã về với cửa hàng, cửa hàng cũng đã quay chi tiết trên kênh. Các bác có thể vào trang truy cập vào trang của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vừa clip trước, cô chủ shop cũng thông báo và quay cho quý vị và các bạn sản phẩm này rồi, test nhạc nữa luôn. Đẹp từ con ốc này, đẹp từ con ốc, trắng bóng luôn. Các bác có thể kết nối với loa ngoài bát 30, 35 quá là ok, 30, 40 cũng rất là ok. Đây là một trong những chiếc đầu băng cối cao cấp tự hành, được chạy 2 chiều, ghi phát quá là ok luôn. TC730 nhé, cửa hàng quay qua lại để quý vị và các bạn có thể nhìn thấy độ mới, độ đẹp của sản phẩm. Đặc biệt là được sử dụng đa cầu điện, hàng eBay, VIP luôn. Tiếp theo đến sản phẩm cuối cùng về trong ngày hôm nay, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh có về được một chiếc đầu băng cối tự hành của hãng Akai. Chiếc này về với cửa hàng, các bác có thể nhìn thấy thùng xốp của sản phẩm, thùng của loa cũng còn và thùng của máy cũng còn. Modem của chiếc này là 1710W, 1710W. Đây ạ, Akai 1710W. Chiếc này thì về với cửa hàng còn nguyên thùng xốp, có cả thùng xốp của loa, thùng xốp của máy, có cả quyển cấp tono. Vâng, sản phẩm thì cửa hàng cũng đã trưng bày tại đây rồi. Và sản phẩm này nó còn có cả bộ loa bên cạnh, các bác có thể nhìn thấy được thiết kế đây. Chạy bóng đèn, chạy bóng đèn, chất âm thì rất là hay, rất là hay. Và độ đẹp thì quá là mỹ mãn rồi, quá mỹ mãn rồi. Cửa hàng có cả dây để cho các bác kết nối ra loa. Đây ạ, dây AV Akai luôn nhá. Chạy bóng đèn thì các bác biết là những cái sản phẩm mà chạy bóng đèn thì nó ok như thế nào rồi. Akai. Và có một cặp xương nhựa. Cửa hàng đã ghi là Quang Lê và Mai Thiên Vân. Đây là lắp của chiếc máy đây ạ. Trước hình như cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cũng có về một chiếc máy như thế này tự hành, nhưng mà hình như là trước không có loa bên cạnh đi kèm, nhưng trước về trong ngày hôm nay có cả loa, bộ loa luôn. Nhìn đã thấy là gấu và rất là chất lượng rồi ạ. Đấy, modem của chiếc đầu băng cối này là Akai 1710. Cửa hàng đang để điện 220V nên là để ở đây thì cửa hàng không bật được 220V. Cửa hàng đang vừa cắm vào điện 100V nhưng mà đang là 220 nha. Cực mới, cực đẹp luôn. Chất âm thì miễn bàn rồi. Với những sản phẩm mà chạy bóng đèn quá là ok. Hoàn hảo lắm luôn. Chạy bóng đèn. Vâng, những clip trước thì lâu lâu rồi cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cũng đã có một chiếc về với cửa hàng rồi thì phải. Chiếc này thì bộ này nó có cả máy và loa, đều nguyên hộp xốp, cực kỳ là VIP và chất lượng luôn. Để lựa chọn và săn tìm được những sản phẩm đẹp mà zin nguyên bản như thế này thì cũng đã là quá là chất lượng và uy tín như thế nào rồi. Đây ạ, phần bên thì vẫn còn hai cái cánh hồi, ở bên vẫn còn cả lắp luôn này. Đấy, loa ở đây. Các bác nghe tự hành thì nghe trong này, các bác kết nối ra loa ngoài thì cắm ở đây. Hai bên đều còn nhá. Quá là chất lượng luôn. Bên này cũng vậy này, đầy đủ luôn. Vâng, đây là chiếc đầu băng cối tự hành, rất là VIP, còn nguyên thùng xốp, có cả thùng của loa và thùng của máy luôn.
Cửa hàng cũng đã bóc và trưng bày tại đây rồi đấy ạ. Vậy clip của ngày hôm nay, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thông báo hàng về có một số các sản phẩm như vậy gửi tới quý vị và các bạn. Vậy những vị khách hàng đam mê kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh có nhu cầu đặt hàng bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cung cấp, hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương, âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng vào những video clip tiếp theo. Xin thân ái, chào tạm biệt.